giờ là 19 giờ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và kiểm tra tiến độ tại các công trình trọng điểm phía Nam. Với gần 4 triệu hecta đất canh tác lúa đã giúp cho Việt Nam không chỉ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia mà còn hướng đến việc trở thành một trong những trung tâm lương thực của thế giới. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cam kết tiếp tục hỗ trợ sự ổn định của thị trường năng lượng bất chấp những căng thẳng địa chính trị hiện nay trên thế giới. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối thứ ba ngày 13 tháng 2, tức ngày 4 Tết Giáp Thìn của Đài Truyền hình Việt Nam.